Rất vui được gặp lại các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Ngày mới chúc các bạn nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Thì ngày hôm nay Dương đi thăm 4 chuột bay gắn các bạn. Thì về đồ hành trang thì gồm chuột và lúa túi đựng gắn các bạn ơi. Nữa gì vậy? Đó là cái gì vậy? Trời ơi, vô bạn ơi. Không ngừa. Thiệt là tỉnh luôn á. Bự nha các bạn. Thì cũng không giấu gì các bạn á, thì hồi sớm á là Dương qua bên khu bên kia á, Dương thăm đúng có 2 cái, nhưng mà có người ta bạn Dương định chào rồi nhưng mà không chào được. Và 2 cái đó nó đã bị mắc một cái. Qua đây xuống cái bên đây là kêu bằng Dương tính cho là cái bẫy đầu tiên đi, tại vì 40 cái bẫy thì mình quay không hết được đâu các bạn, quay hết thì clip nó rất là dài. Bây giờ có nhiều anh em hỏi cứ mà Dương mà quay lên cái bẫy đầu tiên mà dính á là cũng bị chữ các bạn ơi. Nói mình chiêu trò này kia nọ cũng nhiều khi cũng buồn lắm. Thì Dương đến với kênh anh em đến với kênh của Dương á, thì thật sự với anh em là những cái bẫy này là những cái bẫy Dương đặt thực tế nghe các bạn. Đây, Dương nói gì đó anh em tin không tin thì tùy thôi, chứ giờ Dương cũng không biết giải thích sao luôn. Những cái bẫy này là những bẫy thực tế, và bẫy gắn này là mưu sinh, bẫy sau bẫy gắn này là cuộc sống hàng ngày của Dương nha. Bự đúng các bạn. Ôi fan nha, fan. Ôi fan. Ôi. Fan mà. Cắn luôn. Rồi sắp xỉu rồi bạn ơi, nó sắp xỉu rồi nè. Hôn ngựa là nó hung gắt hung dữ nha các bạn. Con này tầm 6-7 làng quá, mập u nu luôn. Luồng bẫy này 5 ngày hình như đâu 3 ngày nắng rồi các bạn. Thì ở chỗ Dương á là nó cũng có mưa nha. Mà nó mưa thì cái gian nó tập trung vào buổi chiều là nhiều. Còn buổi sáng rồi hay là buổi sáng đâu đó, hừng sáng sớm rồi đó, động chuyển đang thui điên kỉnh rồi luôn, chứ còn ít có mưa liên tục lắm nha các bạn. Để nhiều khi anh em chỗ anh em mà mưa quá trời mà Dương quay clip lên sao mà thấy trời nắng rồi nói quay clip đã hồi đợi của lý nào bữa nay mới đăng. Thì thật sự với các bạn là clip của Dương á là Dương quay là Dương đăng, quay là đăng chứ không có đăng cái vụ mà clip cả mấy tháng về trước nghe các bạn. Dương chỉ nói vậy thôi, anh em tin xem ủng hộ Dương thì Dương chân thành cảm ơn nha. Rồi cái bãi này Dương quay mấy phút luôn đi. Thôi cho Dương tạm thời ốp máy nha các bạn. Chuột ra đi chút quớt rồi. Trời ơi, dính nó hoành kẹt đầu rồi bạn ơi. Nó xíu. Chuột còn luôn. Thôi để Dương xử lý cà này nha. Thành quá nhỏ. Bỏ lên cao ngập đầu. Ôi được con mà ơi. Nãy giờ mới được con hoành nữa nha. Thành nhỏ rồi. Bốn trăm gram nha, ngon lành. Hành này nó hay lên ngược lắm, vòng vòng nó chạy lên đó 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 đó, thấy chưa, 400 gram rồi các bạn, ngon lành thành chanh. Gắn cái kẹt đầu nãy Dương bỏ vô đây nè các bạn. Thơm như mít.
Dương tạm thời hấp máy cái nha. Chực phớt luôn. Chuột nó ăn lúa nó đi vậy bạn ơi. Chuột nó ăn lúa nó mới sống được. Cho bao vườn tháo vườn bỏ đây các bạn. Đây là bánh cái lợp nữa rồi. Ôi trời, chấm lỏng luôn trời. Ừ, hình như có nha bạn. Thì nặng đầu cái gì nè. Rồi vô bánh nè bạn ơi, chịu lắm con ngựa nè. Ui cũng được à, chứ không to. Sao nãy giờ lên nặng dữ vậy trời. Mập à, 6 lạng á, 5 lạng cho 16 lạng, mới can luôn. Này ngựa nó chạy à. Phèn phèn. Phen bồ ơi. Phen mà nó cắn cái đuôi luôn à. Khôn ghê, nó cắn cái đuôi nữa cái nó nhảy ra liền các bạn. Hay. Ghê không? Kênh sao mẫu quá. Thì con rắn hổ ngựa này á các bạn, thì mình lớp áo của mình á thì nó cắn không có xuyên qua được nha. Tại vì cái răng của nó rất là cạn á các bạn. Răng nó cạn lắm. Răng nó thì nó cắn không xuyên qua lớp áo mình. Thì anh em mà bắt cắn thì tốt nhất cũng đừng để cho hổ ngựa này nó cắn nhiều quá nha. Thì tại vì Dương bắt này nữa là tại vì Dương quay YouTube thì Dương phải bắt như vậy các bạn. Bắt ra có cái để cho anh em mình cùng xem và trải nghiệm. Thì trống. Chứ mấy con cắn này anh em mà bắt bình thường đó là chim hôm bỏ túi lưới rồi chạy cái gạt qua là xong. Đây. À, sớm giờ con ngựa bự không rồi. Nên lưu ý nha, anh em nào mới vào nghề lưu ý đừng để hổ ngựa cắn nhiều quá nha anh em. Chung cắn nhiều quá nó cũng không có tốt đâu. Con này nó khá mập à. Bự mập ghê. Mấy hổ ngựa này gắn gừng này mới bắt về các bạn, nó mập như thế này ăn bao ngon luôn á, chứ không phải là nó dở đâu, tại nó ít thịt á. Hôm nay thấy tình hình ngựa không là bệnh nữa các bạn. Lộn bên chuột chết rồi. Kiếm không. Chuột xóm lỏng luôn. Có bạn ơi, chị mà có luôn mới ghê chứ. Ỉa phân nè bạn ơi.
Vẫn bắn ra tới ngoài luôn nữa ha. Cơm lắm. Hai cái đi cho con. Trời ơi, trời con vô con bột kẹp nó mới ghê chứ. Bột kẹp chập ba lửa luôn. Kiến nữa trời. Vừa bột kẹp vừa kiến. Tại vì nó không ra ông ơi. Bốn trăm gram nữa các bạn, ngon lành, sớm giờ được hai con. Ý hoa hành dính con cái này thôi là cũng dạng cũng ngon rồi đó các bạn, chứ không phải là nhỏ đâu nghe. Chạm gắn tầm ba lạng là con gái hoa hành này là kêu bự đó các bạn. Sớm giờ vương được có nhiêu đó nha, phải thời chục cái nó đẩy cho dài cũng khủng rồi. Chấm lỏng luôn, cắn bao banh chành hết rồi. Chuột vẫn còn sống, chạy lông ngâm ngâm thua. Bữa nay tính ra dính yếu các bạn. Mà cái bao này bao gì đi ta? Cái bao của Dương tháo ra rồi. Này dính yếu. Dính viết rồi nó hết dính luôn. Rồi mất cái bẫy cái gì vậy trời. Tuy cái bẫy rồi các bạn ơi. Vậy là Dương dời qua đây nè các bạn. Rồi. Giang hồ lấy cái trời. Lấy bỏ lại cái bao luôn các bạn. Ác ôm ta. Thì cái bẫy này hồi tập trước dính con hổ mèo ốm đấu đó các bạn. Cái luồng bẫy này là Dương thăm cái bẫy này đầu tiên nè. Thì ngày hôm nay Dương thăm cái bẫy này cái là cái bẫy cuối cùng luôn. Trời. Cái này nó không dính luôn rồi. Thua luôn rồi trời. Cái này thác chi lắm các bạn. Tất chuột nằm tuốt trong thai gác đầy chứ. Dương nè. Này lấy tổng thành quả luôn mà. Đây. Cái này, chỗ bao lợp kia Dương thay đổi này thầm ít bảy các bạn ơi, tính là luôn rồi 40 nhưng mà nó mắc kiết cái ta không được 40 luôn các bạn, tầm khoảng ba tròn khoảng cỡ 30 cái dính hai hành nhì với lại hai con ngựa khủng. Hai ngựa bự với ngựa khủng thôi chưa gọi là khủng nha các bạn. Thôi thì cũng cho Dương gửi lời cảm ơn em đã dành chút thời gian của mình ra để xem clip của Dương và ủng hộ đồng hành cùng Dương trong suốt thời gian qua ha. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn em vào những video kế tiếp. Bye bye.